Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục mang đến cho anh em một món sản phẩm không những giúp trang trí, làm đẹp thêm cho cái góc PC, góc gaming, góc làm việc của anh em mà nó còn mang đậm tính giải trí nữa. Anh em đã bao giờ từng nghĩ tới việc mang cả một bầu trời đầy sao hoặc là cả một vũ trụ vào trong phòng mình chưa? Thì để giải đáp câu hỏi trên, đây chính là món sản phẩm mà mình muốn giới thiệu đến với anh em trong video lần này. Đó chính là chiếc đèn chiếu tạo bầu trời sao, thiên hà, đến từ Gaia. Thì sản phẩm này mình order được từ một bạn trên Facebook. Đợt rồi có lượn lờ thấy hay nên quyết định order về thử và trải nghiệm xem sao. Thì sản phẩm này mình mua với giá là 1.890.000. Bên ngoài chúng ta có túi đựng rất là đẹp, rất là lịch sự. Và bên trong chính là sản phẩm của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành unbox nhanh để xem bên trong sản phẩm có gì nhé. Thì đây chính là phần hộp đựng của sản phẩm với tông màu chủ đạo là màu tím. Ở phần mặt phía trên các bạn có thể thấy ngay đó chính là tên của đèn. Còn các cạnh bên là phần thông tin sơ bộ, bao gồm một số những tính năng của đèn như đèn sẽ có 31 chế độ màu khác nhau, có chế độ hòa trộn màu, có bộ điều khiển rời, có tính năng hẹn giờ, và đặc biệt là đèn còn có thể phát nhạc thông qua kết nối Bluetooth nữa. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp nhanh. Và khi vừa mở hộp ra thì chúng ta có thể thấy ở ngay đây là một số những cái dòng slogan hoặc là lời nhắn gửi của một trong những cái người mà sáng lập ra đèn muốn nhắn nhủ đến chúng ta. Bên trong nữa thì chúng ta sẽ có một số những cái tờ như là tờ sách hướng dẫn. Này chắc lát mình sẽ đọc sau. Thư cảm ơn. Wow. Điều mà mình thật sự rất là bất ngờ và ấn tượng đó chính là có cả thư cảm ơn bằng tiếng Việt mọi người ạ. Thật sự là một điểm cộng rất là lớn. Chưa biết chất lượng của đèn ra sao nhưng chứng tỏ những cái nhà sản xuất, nhà sáng lập rất là quan tâm tới những cái khách hàng tiềm năng đến từ Việt Nam giống như mình. Và đây chính là sản phẩm của chúng ta, chiếc đèn LED tạo bầu trời sao thiên hà đến từ thương hiệu Gaia. Phần này còn có cả phần loa nữa này. Đây chắc là nơi là để cấp nguồn cho đèn. Trên đây là một số những cái nút bấm, chắc là điều chỉnh chế độ, nút bật on off, tăng giảm cường độ sáng. Đi kèm theo đó là một sợi dây. Sợi dây này là sợi dây cổng micro USB. Bên trong thì được tặng kèm thêm một cục sạc và một remote điều khiển nữa. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành setup nhanh nhé. Xem cục nguồn này là cục nguồn bao nhiêu watt đây. Rồi ok, 5V 2A. Thì đây chính là điều khiển có đi kèm trong hộp, với thiết kế rất là nhỏ gọn, giúp các bạn có thể dễ dàng tiện lợi chỉnh đèn, setup đèn ở bất cứ mọi nơi trong phòng. Nhìn sơ qua chúng ta có thể thấy một số nút bấm như là để chuyển một số các chế độ đèn khác nhau, nút tăng giảm cường độ sáng, tăng giảm âm thanh và một số những cái nút bấm khác nữa. Thì để có thể tìm hiểu rõ hơn cũng như hiểu hơn về điều khiển, các bạn có thể xem sơ qua trong phần sách hướng dẫn có đi kèm trong hộp. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành setup nhanh. Bây giờ thì mình sẽ tắt điện đi và mở công tắc lên để mọi người có thể thấy ngay được cái sự khác biệt của việc mua cái chiếc đèn này là nó cực kỳ hữu ích như thế nào. 3, 2, 1. Thì tổng kết lại, với giá gần 2 triệu đồng, các bạn sẽ sở hữu ngay một chiếc đèn chiếu bầu trời sao thiên hà đến từ Gaia, một thương hiệu khá mới mẻ. Thì với cái khoản chi này sẽ khiến nhiều bạn khá lăn tăn, nhất là với các bạn học sinh sinh viên. Tuy nhiên so với lại những gì đèn có thể mang lại như thiết kế khá ổn, nhiều chế độ đèn khác nhau, có tính năng hẹn giờ tự động, phát nhạc thông qua kết nối Bluetooth, vân vân, thì mình nghĩ điều này hoàn toàn xứng đáng. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhớ like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.